Sáng xin chào cả nhà, Sáng lại tiếp tục ở video này. Sáng nhắc lại là một combo ở đây là ngày hôm qua thì còn lại, hiện tại là Sáng còn 3 cái nữa là hết luôn. Cái combo này, combo cái thước căn thủy đó, sẽ tặng kèm một cái mũi vít BS2 chiều dài 200. Cái mũi vít này là 80.000, nếu cả nhà chốt riêng mũi vít thì cả nhà nhắn mình sang cái mũi vít 80.000 của hãng Anes. Cái mũi này thì là nó không có sơn, cho nên là khi mình sử dụng thì có thể là nó sẽ bị reset ha, reset áo bên lớp ngoài, nhưng mà không sao hết. Cái độ cứng của nó là nó quan trọng. Cái nguyên liệu thép nó tốt thì nó sẽ khó bị mục rỉ, nó xét, nhưng mà nó xét ở cái áo lớp bên ngoài thôi. Rồi thêm một cái mũi khoan đó, thì cái mũi khoan là 8 ly hoặc là 10 ly, mũi khoan 8 ly hoặc là 10 ly, quý anh chị có thể chọn cái nào cũng được ha, tại vì nhu cầu. Thì dĩ nhiên là 10 ly nó sẽ mắc hơn á, nhưng mà nhiều khi mình lấy cái 10 ly mình về mình không có làm gì, 8 ly nó phù hợp hơn, hoặc là 10 ly tùy ha. Một mũi vít với một mũi khoan này đó, 250.000 cái combo này. Combo này là cái mã nó ED10CVM, có từ tính căng đứng và căng nằm, hai cái bọc thủy. Hôm qua thì mũi vít thì đã hết hai cả nhà. Hôm qua là cái combo mũi vít đó thì nó hết rồi, hai cái combo nó hết luôn. Thì ở đây Sang còn cái combo mũi vít này để làm cho cả nhà anh em nào có thể, nếu mà mình muốn mua mũi vít đó thì mình chốt cái loại này ha. Này sao rất hoài thế. Thì cái mũi vít này là rầm có một mũi. Nếu mà mình mua mũi ha, đây là một vĩ. Cái loại này là cũng là một cái loại mà sử dụng được máy 40V, độ cứng nó tới 62.5 HRC. Loại này rất là xịn, nó cũng giống như cái loại màu nâu, và cái loại mà nó tím nó giống như này. Cái này là nó tím đen, còn kia là tím, làm như là tím trắng hay sao, giống như này. Ba loại này đều có về cái độ cứng và độ xịn nó giống nhau ha, đều là một trong những cái ba loại mũi cao cấp. Thì có anh nói sao cái mũi, cái một có ông bên bán tới một cái mũi này mấy trăm ngàn, đâu có làm gì có mũi mấy trăm ngàn, một cái mũi vít thôi làm gì tới mấy trăm ngàn ha. Chẳng qua là tại vì có thể là người ta nhập không đúng cái nơi với giá tốt, còn bên Sang là nhập giá tốt đó. Thì một mũi này là chiều dài nó là 150 BH2 hai đầu, BH2 đầu, thì một mũi là 130.000 một mũi cả nhà, 130 ha. Nếu mà cả nhà mua này 130.000 ha, riêng một mũi này thì Sang sẽ tặng kèm như cái này, một mũi này đó là cái -5 và -6. Đấy, cái này thì nó hai đầu cộng rồi, nó không có dấu trừ, thì cái này là mũi dấu -5 và -6, 110 ở trên thân nó để chữ Japan luôn nè, Japan luôn ha, -5 -6. Rồi đó, thì một cái mũi này là 130, cả nhà sẽ được mua cái mũi này với một giá là 110.000, tức là được giảm thêm 20.000 nữa và được tặng một mũi này. Tặng mũi này thì hôm nay là ngày 3/5, áp dụng hết cuối tuần này, hoặc là nếu mà còn hết hàng, hoặc là hết tuần này ha. Đó, hết tuần này, hôm nay là ngày 3/5/2023 đó. Cái mũi này là chiều dài 150, cái mũi này là chiều dài 110. Thì cái combo này là sẽ mua với giá 110, chưa bao gồm phí vận chuyển, chuyển khoản thì Sang bao ship, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Chuyển khoản thì Sang bao ship. Thì cái này á là một cái dòng, nó sẽ phía chính giữa này nó sẽ có một cái bọc cao su như thế này, để nó sẽ cái gọi là nó hạn chế cái việc mà mình xoắn cái này nè, cái mũi này nè đó, xoắn này thì nó sẽ gãy ngang. Thì cái mũi này nó sẽ hạn chế, tại vì cái máy mà 40V nó rất là mạnh, người ta phải làm một cái điểm cao su như thế này. Và khi mà mình vặn ốc á, nhiều khi nó cả nhà thấy nó sốc không, nó sốc, nó dội ngược lại. Thì cái này đó là nó làm cái thiết kế là cái vòng điện này nó sẽ hạn chế cái việc mà mình vặn này nó không có dội ngược lại đó. Rồi thì một combo như thế này là 110.000 hả, 110.000. còn nếu mà mình mua vĩ luôn thì một vĩ này á nè, một vĩ này là hai mũi, tặng hai mũi này ha. Nếu mà mua vĩ nha, cả nhà nhắn, nếu mà vĩ á, mã là ABRS2150, một vĩ sẽ là 200.000, 200.000 tặng vĩ này đó. Mua một mũi là 110 ha, tặng một mũi. Mua một vĩ là tặng một vĩ này
nhưng mà giá nó sẽ rẻ hơn nữa là 200 ngàn một cái vỉ này đó, combo này số lượng nó cũng cũng không có nhiều đâu nha cả nhà, nhưng qua là cả nhà chốt thì nó hết luôn rồi đó. À, kế đến là cái combo này là cái này là thanh lý lỗ dữ lắm luôn đó cả nhà, do cái này thật sự thì nó không có phổ biến nhiều lắm, anh em nào có máy mài đó thì mới sử dụng thôi, chứ mà bình thường thì mình chắc không có không, mà với phần nữa là cũng ít có anh mà sở hữu cái máy mài. Thì cái này là một cái dụng cụ sửa đá mài, à, sửa đá mài đây rất là xịn nha, cái này là bán với cái giá lỗ luôn á cả nhà. Đây Bicus Martinsaben thì cái này là 440 ngàn, rất là nặng nha, cái này nó 800 gram, bản thân của nó không đó 800 gram. Bây giờ sang tặng kèm cái này, tặng kèm cái combo này luôn. À, hôm trước anh em nào mua là cái này là hôm nay là mua lỗ luôn nè. À, mua một cái cây này sang tặng một bánh này, tặng một cái kìm cắt Fujita AKN200G. Cái kìm cắt này á, là giá của nó là 205 ngàn nếu mà mua mình chốt riêng ha. À, mã của nó là AKN200G Made in Việt Nam, chiều dài 200. À, kìm cắt cứng và lật tâm. Nó cắt được cái dây pino là 2.5 ly, dây thép là 4 ly, dây đồng là 5 ly. Rồi. 440 cả nhà mua cái này, đó, sẽ được tặng kèm một cây kìm, một cái vỉ này. Cái vỉ này thì giá của nó là 110 ngàn một vỉ nha cả nhà. Cả nhà đã mua cái cây đó thì mình mua cái này luôn, tại vì số lượng xe cũng còn ít nè. Mà nếu mà đã mua cái đó rồi thì mua cái này luôn đi rồi để dành xài. Tại vì có khi lần sau mua kiếm không có. À, mã đó là TS24SB. Còn cái cây mai sữa này là TS24N, TS24N thì là 440 nha cả nhà. Tặng hai món, chưa bao gồm phí vận chuyển nha, chưa bao gồm phí vận chuyển. Cả nhà chuyển khoản thì sang bao ship. Còn ship code thì cả nhà trả phí vận chuyển, cái này thì chắc cả cả cái kèm luôn là hơn 1 kg thì chắc cái phí nó khoảng 35 ngàn, 35 đến 38 ngàn. Đó là cái này, mã này nha. Cái cặp 7.900 hôm qua thì còn vài cặp nữa, hôm nay sang quay lại nữa, nhắc lại cho anh em còn vài vài cặp nữa là nó hết trong cái đợt này. Đó là 7.900 cộng 1 và trừ 5 nhân 100 đó. Phần điện 100 nè, tổng dài là nó khoảng 180. À, rồi có một cây trừ 5 cách điện 1.000V và một cây cộng 1 đó, cộng 1. Thì cái cặp này á, một cây là 195.000, nếu mà mua riêng lẻ một cây thì sẽ bao ship. Còn mua một cặp là không bao ship nhưng mà nó rẻ hơn. Một cặp này là 240. À, cả nhà nhắn là combo một cặp bán chính là 240. À, thì chưa bao gồm phí vận chuyển, nhưng mà nếu mà chuyển khoản thì bao ship, còn ship có thì cả nhà trả phí vận chuyển nha. À, rồi thì một cặp như thế này 240, sang sẽ kèm thêm một, nếu mình không lấy cái này thì thôi, rồi còn lấy là sẽ như thế này, sẽ kèm một cái 500, cả nhà lấy một vòng 500, một là 408 hoặc là 413. Đó, muốn chọn cái nào thì chọn, chọn 413 cũng được hoặc là chọn 408 cũng được. Một viên như thế này là 75 ngàn một viên, nhưng mà mua chung như thế này nha, cả nhà mua phải phải mua luôn cả cặp vít luôn á thì mới có giá này. Đó, đây là như thế này là 260 ngàn, combo này là sẽ 260, là nó sẽ có một cái vòng 500. À, vòng 500 thì cái vòng 500 á mình lấy cái mùi cái 413 hoặc là 408 cũng được, anh em muốn lấy cái nào lấy. À, 408 thì nó nhỏ hơn, 408 thì nó chỉ tối đa là 5.5 ly, thì đây là nó phù hợp nè, nếu mà nói về cái này thì nó phù hợp nè. Đó, 5.5 ly nó phù hợp nè ha. Rồi thì mình mua, nếu mình mua một cặp này không á, là sẽ là 240 ha. Còn mình mua thêm một cái vòng 500 với chung với cặp vít này là sẽ thêm 20 ngàn nữa là 260. 260 đó, 260. Lấy cái nào cũng được, 413 cũng được hoặc 408 tùy anh em. Còn mua riêng lẻ cái này, mua riêng lẻ này thì 75 ngàn một viên nha. Cả nhà chốt á, thì mã là 413 và 408. 408 thì là áp dụng cho mũi vít 4 ly rưỡi đến 5 ly rưỡi. Đó. Giống như cái mũi này là hôm qua là mình xài cho cái mũi 4 ly rưỡi ngày hôm qua nè. Cái đến là sang cái này thanh lý nè. Cái đầu này là cái đầu cắm 1/4 dành cho cái cờ lê, mà cờ lê 10 ly á của Tone, cờ lê mà cái loại cờ lê tự động á cả nhà. Thì mình cắm vô mình sử dụng cho cái đầu khẩu 1/4. À, cái đầu này nè, là 1/4. Thì cái này giá của nó là 125 ngàn. Sang thanh lý cái này còn 70 ngàn. 70 ngàn. Mã đặt hàng của nó là RA2, 70 ngàn ha, 70 ngàn một cái này thanh lý đó, 70 ngàn. Kế đến là cái combo này nó sẽ là hai combo tách riêng ra, bởi vì cái này nó còn hai cái đầu khẩu nè, sẽ tách ra combo này, cái này là chỉ còn có một combo và cái này cũng là một luôn. Thì cái này á, là nó
gồm có các số là 17, 19, 21, 22, 24, 6, 12 cạnh của thằng Vessel đó, đầu khẩu cho máy bắn vít 18V luôn. Thì một cái như thế này, như cái 24 ly này nè, 24 ly này là 395.000, 22 ly này là 335.000, cái 21 với 19 này là bằng giá nhau, 310.000, 310.000, 17 ly cũng vậy. Tức là nói chung là trung bình cái này là nó khoảng 320.000 một cái. Và giá thanh lý cái combo này, 5 khẩu này cả nhà sẽ mua với giá 1 triệu reship. 1 triệu reship, combo 5 khẩu, cả nhà nhắn combo 5 khẩu. Còn cái này là combo 2 khẩu, combo 2 khẩu này là còn 19 và 21. Combo 2 khẩu này Sang sẽ bán với giá là 400.000 và reship luôn. Số 19 và 21, ha, 19 21. Cái này là mỗi cái là 310.000 nè. Đó, 310.000 tức là 2.620, nhưng mà mua với giá 400 và reship luôn. Hai cái khẩu này ha. 19 và 21. Combo 2 khẩu 19 21. Combo 5 khẩu. Cái đó là cái này là một cái hộp dao. Cái loại dao lớn của Alpha. Cái này thì cũng là thanh lý luôn. Cái này thì sử dụng dao lớn nha cả nhà. Cái sử dụng dao lớn à, cái này là dao, nó là dao 25 ly, 25 ly. Để Sang lấy cái dao gọt giấy dân dọc ra. Đây. 25 ly đó. Dao lớn của Alpha. Alpha Japan nè. Rồi, thì một lưỡi như thế này á, là sẽ là 10.000 một lưỡi đó cả nhà. Ủa 20.000 một lưỡi cả nhà, tức là 5 lưỡi là 100.000. 5 lưỡi là 100.000. À, thì giá thanh lý là 10.000 một lưỡi. À 10.000 lưỡi thì một, tức là 5 lưỡi là nó 100.000, hôm nay Sang bán 10 lưỡi 100.000. 5 lưỡi là 100.000, hôm nay bán 10 lưỡi 100.000 và reship. Một hộp như thế này là 20 lưỡi ha. Thì tách riêng ra, tách ra là 10 lưỡi là 100.000. Còn anh em nào mua 20 lưỡi thì nó sẽ có cái hộp này luôn. À, rồi, đó là cái này ha. Cái này là cái lưỡi dao đọc giấy Alpha HB20K. HB20K. Thì hôm qua còn một cái combo này, combo còn lại là cái kìm mỏ quạ. À, thì cái mấy combo kia thì anh em đã mua. Còn cái combo này là cái combo kìm mỏ quạ nè. Với cái kìm tuốt là 650.000 cái combo này. Ha, 650.000. Thì còn lại cái cây này nữa, Sang kèm vô luôn cái kìm cắt của Fujiza. Cái kìm này thì thực tế là chưa có sử dụng nhưng nó bị reset rồi. Reset rồi. Nè. Nó bị rỉ nha, nó bị rỉ nè. Đó. Rồi, thì cái combo này Sang bán 650.000. Ngày hôm qua là có kìm món quà này thêm cái kìm này nữa. Combo này 650.000. Cả nhà nhắn là combo 3 cây kìm đi ha, combo 3 cây kìm này. Có một duy nhất một cái một. Combo 3 cây kìm 650.000, chưa bao gồm phí ship. Chuyển khoản thì bao ship ha. Thì ở đây còn hai cái thước cặp. Sang gom được mới thêm hai cây nữa. Hai cái thước cặp giống như cái thước cặp của ngày hôm trước. À, của Mitotoyo thì 400.000 một cây. 400.000 cây. Cái này là 200 ml nha, 200 ml. Rồi, 400.000 một cây ha. Hôm bữa anh nào mà hỏi mà chưa có, hôm nay có được hai cây nè. Chỉ còn anh em chốt ngay để hôm hết ha. Còn cái này thì nó cũ hơn cả nhà. Cái này nó cũ hơn nhưng mà cái vấn đề mà đo nó còn chính xác nha. Nè, nó bị sờn hết trơn phía mặt nè. Nó bị cũ hơn. Đó. Cũ hơn. Thì cái này cũ hơn, Sang sẽ kèm với cái này. Một cái tay chữ T của SK11. Một cái tay chữ T ha. Chữ T này là 6D35. Gắn cái mũi vít vô để mình vặn. Mà hai đầu luôn nè. Đó. Thì cái này Sang kèm về bán 400.000. À, 400.000 ha. Thì cả nhà nhắn cái thước kẹp chưa kèm chữ T đi ha. À, thước kẹp kèm chữ T thì có một cái một. Còn cái này thì là 400.000 một cây riêng lẻ. Đó. Riêng lẻ này 400.000. Mitotoyo 200 ml. Còn lại cái này là hôm bữa trước là Sang khuyến mãi là khi mua cái kéo này sẽ được tặng một cây cưa. Thì hôm nay Sang nhắc lại, đó là mua một cái kéo này, kéo tán tỉa tán cây của con cua. À, thì hôm rồi bán cũng được 4 cây, hôm nay còn 3 cây nữa là hết luôn rồi. Hết luôn rồi. Đây, mình có thể tăng giảm chiều dài ra khi mình tỉa tán cây. Thì cái này là kích thước của nó đó. Khi mình mở dài ra hết là nó sẽ là 1m2. Rất là thuận tiện để mình sử dụng nha. Đây, tới đầu thì mình siết lại cái tay đây ha.
lưỡi rất là đẹp luôn nè, xịn sò ha. Con cua. Rồi thì á, cái này ha cả nhà, cái này là vẫn là như cái kia, vẫn như cũ, đó là 1.397.000, chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Cả nhà mua cái cây này, cả nhà sẽ được tặng một cái cưa Silky. Đó. Thì hôm nay á, là sẽ tặng một cái cưa Silky hoặc thêm một cái món quà nữa mà chúng ta không muốn lấy cây cưa, bởi vì có thể là chúng ta đã có cưa rồi, thì sẽ lấy một cái kéo. Cái kéo này sang còn có hai cái thôi là hết rồi, cho nên sẽ kèm luôn đây. Cây kéo này đó, nếu mà không lấy cây cưa thì mình lấy cái kéo. Cây kéo này thì là 690.000 ha, 690.000 đây. Đó. Cây này là của Ocasun, Ocasun này ha. Thì cái này là kích thước nó là 180 nha, 180 có hai cây, 180 mm đó. Thì cái này là nếu mà cả nhà mua riêng lẻ là 690.000, cây này sang bán là giá 690 nha. Mua thì mình nhắn cái mã là kéo Ocasun 180 đó, hoặc là chụp màn hình cũng được, chụp màn hình cũng được ha. Đó. Rồi 690.000 đó, mình không lấy cây cưa thì mình lấy cây kéo, tùy anh em muốn lấy cái nào cũng được. Hai cái này thực tế thì nó cũng xem giá nhau. Cây này nó 700 mấy. Cưa, quên nữa, giới thiệu lại cây cưa. Cưa này là kích thước 210 mm của Gomboy Silky. Cây này thì 755.000, nếu cả nhà mua là reship 755.000 đó, cây này. Còn cây này là 609. Thì mình một là mình lấy cây cưa hoặc lấy cây kéo. Cái này còn 3 cây nữa là hết rồi cả nhà. Đó là hôm nay sẵn giới thiệu sơ một vài cái video, một vài món hàng nữa. Anh em thích cái món nào mình chốt ngay, không thôi không kịp ha. Sang rất là cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà.